Đây, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ngâm ớt tỏi chua, làm một ớt tỏi chua để dành ăn dần các bạn. Đây thì nguyên liệu đầu tiên các bạn có là phải là ớt. Đây mình mới hái hôm qua đây, ớt sim lai đây. Ớt này rất cay các bạn ạ. Và các bạn chuẩn bị một ít tép tỏi. Mình hết tỏi mình rửa mấy tép bỏ vô cho nó thơm thôi. Và thứ ba là giấm chua đấy các bạn. Rồi các bạn chuẩn bị một lọ thủy tinh hoặc một lọ nhựa như thế này. Này mình kiếm lọ thủy tinh không có nên mình làm một lọ nhựa nhỏ như thế này thôi. Và muối với đường. Rồi cách làm, nếu các bạn kỹ thì các bạn làm mà tỏi nhiều đi thì các bạn phải pha sơ chế tỏi trước. Các bạn có thể đỡ nghiêng củ hoặc là sắc lát nhỏ ra. Bạn ngâm với nước muối loãng hoặc là phèn chua đấy. Phèn chua với nước muối và nấu lên. Nấu lên sau đó các bạn bỏ tỏi vào. Ngâm khoảng 6 đến 8 tiếng để cho cái nhựa trong cái tỏi nó ra bớt. Nhưng thật ra hồi giờ mình làm thì mình bỏ nguyên gì vào ngâm luôn chứ không có cần ấy trước. Còn ớt thì các bạn hái về các bạn lặt cuốn bỏ cuốn đi. Bạn nhớ lặt bỏ cuốn đi. Còn nếu mà cái ớt mà các bạn muốn đỡ lâu trong tủ lạnh thì các bạn nên đỡ cuốn chứ đừng có bỏ cuốn nha các bạn. Đây mình ngâm chua thì mình phải lặt bỏ cuốn đi. Rửa sạch. Đây, lặt bỏ hết cuốn đi. Ớt thì các bạn lựa mấy trái mà tươi, còn to tròn chứ không nên để ngâm mấy cái trái mà sâu bệnh nha các bạn. Chỉ là mấy ớt héo rồi, tốt nhất các bạn bỏ đi. Thì khi ngâm các bạn có thể xắt tỏi ra thành từng lát hoặc là đỡ nguyên củ cũng được, và ớt cũng vậy, các bạn có thể xắt ớt lát thành lát. Và đỡ nguyên quả đều được, tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Nhưng mình thích đỡ nguyên quả như vậy thôi. Tỏi và đỡ nguyên củ ngâm thì sau khi ngâm xong bạn dùng thì cảm giác nó sẽ giòn hơn so với sắc lát. Chỉ được sắc lát thì nó sẽ thấm gia vị giấm đồ nó mau hơn, nó sẽ chua mau hơn. Đây, đặt cuốn hết xong hết rồi đây rồi. Rồi cho chừng có 2-3 lại luôn. Đây các bạn thấy hũ đây mà, đây là hũ nước mơ đấy, mình mới lấy ra đấy. Cách đây khoảng tháng rưỡi 2 tháng mình có bài các bạn cách ngâm muối đường đấy. Thì đây mình đã ngâm và đã dùng dần rồi đây. Trước mình ngâm 2 hũ giống y chang vậy. Cuốn rất ngon các bạn ạ. Thì các bạn có muốn tìm hiểu ngâm muối đường các bạn có thể tìm lại cái video đó của mình. Uống mùa hè này rất mát, ngon. Ngâm thì nó ra cái màu cái gì mới đẹp các bạn, ra màu. Giờ cái quay mình đỡ nó hơi chói nắng rồi. Tới ra màu vàng thì rất đẹp. Ớt sau khi các bạn lặt bỏ cuốn thì các bạn bỏ rửa đi các bạn, rửa sạch bụi bẩn rồi bánh lên quả ớt hết. Đây, đâu, đi rửa. Rồi, rửa xong các bạn đỡ cho ráo nước là sạch, cho nó khô quả ớt lại đi. Đây các bạn để nơi nắng có nắng xíu, để phơi khô xíu nha các bạn. Và trong khi chờ ớt nó ráo nước thì các bạn có thể pha nước để nấu lên. Chuẩn bị nước đó là chuẩn bị nước giấm để ngâm đấy. Đây thì các chuẩn bị nước thì các bạn có thể lấy một xô nước thế này đây. Tùy theo cái số lượng mình ngâm ít hay nhiều các bạn có thể đổ nước nhiều hay ít. Giấm hay là thay giấm đây. Thì tỷ lệ ngâm có thể là 1:1, tỷ lệ nước với giấm có thể 1:1 hoặc là giấm các bạn đổ ít hơn xíu. Và các bạn bỏ thêm muối với đường nữa các bạn. Đây, muối đây hiện tại là mình đang dùng muối hột luôn đây. Tùy theo khẩu vị mà sở thích của mỗi người các bạn có thể cho nhiều hay ít được thì mình cũng chẳng biết thôi chứ cũng không nhiều lắm. Các bạn tiến hành nấu món này. Rồi, nước sôi các bạn tắt bếp và đỡ nguội chờ nó nguội nha các bạn. Đây, sau khi ớt tỏi tương đối ráo nước thì các bạn bỏ vào trong cái hũ nha các bạn. Đây mình lấy sơ sơ thôi chứ nó cũng chưa khô lắm đâu. Nó còn nhiều người ta kỹ thì người ta trụng qua, đụng ớt tỏi cái này qua cái phèn chua đấy các bạn. Người ta nấu nước bỏ phèn chua vào nấu sôi lên và đỡ nguội và ta trụng sơ cái này qua cho nó dập khủng rồi đấy. Thì cái này mình ngâm nhà ăn thôi, mình đã thấy đồ sạch đồ hết rồi, dùng đồ sạch là nên cũng không sao đâu. Mình ngâm hũ nhỏ đó mình ăn chơi. Thì khi bạn ăn, các bạn dùng đấy, cái dung dịch, cái nước ngâm của mình đấy, thì khi các bạn ăn mà vơi dần đấy thì các bạn có thể bỏ thêm ớt tươi vào để dùng tiếp không sao cả. Cho mình ăn vơi thế này, xong mình hái ớt mình bỏ thêm vô cái hũ để có cái nước ngâm nó sẵn rồi thì nó sẽ mau chua thôi các bạn. Để tạm thời hôm nay mình ngâm nhiêu này thôi. Đó, mình dùng thôi. Thì sau khi đổ ớt với tỏi vào trong một cái hũ, thường là các bạn để đổ ớt tỏi lên cái khoảng 2/3, trên 2/3 cái hũ thế này thì khi ngâm hũ ớt tỏi nó nhìn nó sẽ đẹp hơn. Này giờ lúc muốn qua mình hái vội và hái ít. Sau khi đổ ớt tỏi vô thì các bạn có thể chờ nước, cái nước mà mình vừa nấu đấy cho nó nguội dần, cho nó nguội đi các bạn đổ vào trong này, đậy nắp kín lại. Nếu bạn ngâm đúng cách thì cái ớt với tỏi nó sẽ giữ màu tươi xanh, nó không có bị vàng ố mất.